Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Dạ, nay em test một cái đầu JB940 cho anh khách ở Kim Sơn, Ninh Bình nha. Dạ. Rồi con này thì em cũng đã test rất là nhiều lần rồi nhưng mà em vẫn hướng dẫn lại ha. Ở đây nó có cái nút edit nè. Dạ, mình xóa bài ở đây ha. Bấm vào nó ra menu ha, mình sẽ xoay cái menu này đi. Ha, xóa hết nè. Bấm nút Z ha. Rồi xóa hết. Đĩa trắng ha. Khi DA thì bấm record. Dạ. Còn muốn thu thì giả nút dừng giùm em ha. Dạ. Ở đây nó có chế độ thu nè. Thu tốc độ, thu nén nhân 2 và nén nhân 4 ha. Mono và chế độ thường là CT ha. Dạ. Chọn input ở cái nút kế bên này ha. Input nè, đồng trục. Analog ha, optical. Optical 2. Và khi làm giải mã thì mình có thể chỉnh tăng giảm volume ở đây ha. Dạ. Rồi. Em sẽ phát nhạc và ghi ha. Đây là mình đang DA ha. Dạ. Nhả nút dừng này. Đồng hồ nhảy dây là đang ghi ha. Đó, đang ghi. Mình sẽ ghi một tí xíu rồi mình sẽ phát lại ha. Dạ. JB940 đây ạ. Dạ. Đây phía sau lưng ha. Jack kết nối nó khác với đề nông là cái xuống âm ly nó đường nằm trong nha các bác. Cổng quang, hai cổng quang ha, một cổng đồng trục. Đồng trục out và quang out ha. Số seri nó nằm ở đây. 220. Ba tám năm chín. Dạ. 220 3859 ha. Rồi, em dừng lại ha và em sẽ phát lại bài vừa mình vừa ghi nha.
Rồi, ok anh ha. Dạ. Ghi tốt và phát tốt à. Dạ, rồi. Sau này em đây em sẽ đóng vào thùng và gửi cho anh. Dạ. Em cảm ơn anh đã ủng hộ shop MD Sài Gòn. Em kính chào cả nhà và hẹn gặp lại trong một clip test gần nhất ạ. À. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. À.